xe dừng, thậm chí đỗ ngay trên lòng đường để chờ khách lên xe. Đang đi giữa đường, sẵn sàng bẻ lái, cắt ngang đường để vào làn trong cùng đợi khách. Hay di chuyển chậm, nhận sao người và hàng ngay giữa lòng đường. Đây là muôn kiểu vi phạm của các ô tô khách trên tuyến đường Phạm Hùng sau khi rời khỏi bến xe Mỹ Đình. Thực sự bọn em là nhiều lúc trường hợp là bất khả kháng, bởi hành khách không vào bến, hành khách đứng dọc đường, nhưng bọn em là nhiều lúc biết vi phạm nhưng mà vẫn phải đón khách lên. Người ta cứ ra đường người ta đón thôi, đâm ra nếu người ta không vào trong bến bãi đấy, nên đâm ra là xe khách trong bến thì bọn em lại không đủ khách, nên bắt buộc phải ra ngoài đấy. Nhiều khi biết là vi phạm nhưng vẫn phải là chấp nhận, bởi vì nếu không như thế thì bọn em kinh doanh nó sẽ lỗ. Đó là lý do của các nhà xe. Còn với những hành khách di chuyển đường dài như chị Nguyệt, bắt xe dọc đường cũng đã trở thành thói quen. Ở ngoài này thì nó tiện cho em thôi, kiểu là mình ở trong này mình ra ngoài gần hơn thời gian ấy ạ. Rút ngắn thời gian của mình, và nhiều khi mình nhiều đồ quá ấy ạ. Mình ngại di chuyển ấy ạ. Thế là mình cứ tiện là mình đứng đây thôi. Để hạn chế tình trạng xe khách ngang nhiên dừng đỗ để đón trả khách hay hàng hóa dọc đường gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng, mới đây, đội thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm đã đề xuất biện pháp nên cấm xe khách đi vào làn trong cùng trên đường Phạm Hùng. Theo đơn vị này, nếu xe khách không thể tiếp cận gần vỉa hè và nơi người dân chờ bắt xe, đồng thời xe phải đi làn giữa hoặc các làn bên trái, thì sẽ không thể dừng đỗ tùy tiện trên đường. Như vậy, sẽ cải thiện được tình trạng xe dù bến cóc bấy lâu nay trên đường Phạm Hùng. Và theo tôi, trước mắt là mình cứ lắp camera, thứ hai nữa là kẻ vạch sơn liền để giảm bớt và ngăn chặn tuyên truyền cho các cái doanh nghiệp và các lái xe được nắm được, và cũng cố gắng là làm sao để đề xuất với cả các ban ngành chức năng là có những biện pháp tích cực hơn, có thể là ngăn bằng làn cứng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng đề xuất này chưa hợp lý, thậm chí nó có thể gây ảnh hưởng tới giao thông chung trên tuyến đường. Khi chúng ta làm một cái vạch liền, đồng nghĩa với lại cấm các cái phương tiện khác, phương tiện cơ giới khác mà chạy qua vạch liền, vi phạm hết. Và như vậy thì tự dưng các cái xe khác người ta có quyền đi lại, người ta chuyển làn. Thì bây giờ lại có vạch liền để khống chế không cho người ta chuyển làn. Và như vậy là ảnh hưởng đến cái tính linh động của giao thông. Còn bây giờ nếu chúng ta để coi như cấm ô tô khách vào cái làn sát trong cùng bên tay phải, thì có thể xe đó nó liều lĩnh, nó đỗ ngay giữa đường, đỗ ngay cái làn kia để khách chạy ra đón, và còn nguy hiểm hơn. Nhiều nhà xe cũng mong muốn được bố trí từ 1 đến 2 điểm đón trả khách dọc đường Phạm Hùng. Thời gian mỗi lượt chỉ 10 đến 20 giây sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp trong việc hút khách, tăng cước và nâng sức cạnh tranh với các loại xe hợp đồng. Qua đó hạn chế được tình trạng xe khách phải bắt khách dọc đường. Ví dụ như mà từ đây ra đến cổng chào Hoài Đức chẳng hạn, nó có 1-2 cái điểm đón khách cố định. Đấy, để bọn em hướng dẫn người dân, người ta đón khách ở ngoài đường hay là hàng hóa. Bởi vì bây giờ dụ như mà hàng hóa vào bến thôi, nó mất một cái phí rất là lớn. Đấy, đâm ra là bà con muốn gửi ở ngoài, các anh shipper muốn gửi ở ngoài để đỡ mất 10.000, 20.000 vào bến. Mỗi đề xuất, giải pháp đưa ra đều dựa trên nhu cầu và góc nhìn thực tế từ chính các cá nhân, đơn vị đề xuất, với mục tiêu cải thiện tốt hơn tình hình trật tự an toàn giao thông. Trước khi chờ kết luận cuối cùng của Sở Giao thông Vận tải, người dân, lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.